chào quý vị các bạn nha. Hôm nay mình review một căn biệt thự sân vườn. Có một mức giá thì chỉ bằng một căn nhà tại trung tâm Sài Gòn thôi. Đó, một view sân vườn rất là đẹp. Chỉ giá 4 tỷ. Đó, một view sân vườn rất là đẹp quý khách hàng này. Đó, đây là view sân vườn này. Đó, đây là huyện Củ Chi nha quý khách hàng. Huyện Củ Chi. Đó, đây em sẽ di chuyển phía bên trong, chúng ta coi căn biệt thự sân vườn. Ở đây là khu vực ở bên trong, đây là nở hậu. Ở đây là khu vực có hồ bơi nha quý khách hàng. Nhà cấp 4 đầy đủ. Có một nhà cấp 4 này. Đó, đây này, có 300 đất thổ cư như quý khách hàng. Hồ cá coi này. Rất là đẹp như quý khách hàng. Khu vực ngang 13, dài 40, nở hậu lên đến nó 40 luôn nha quý khách hàng. Khu vực rất là đẹp. Đây, cuối tuần lên nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời. À, đây có hồ bơi nha quý này. Đó, hồ bơi ở đây thì đang là một nhà cấp 4. Làm phục phòng khách phòng ngủ ở đây nha quý hàng ơi. Có nhà vệ sinh ở đây luôn nha. Nhà vệ sinh cuối nhà. Đó, đây là đang làm quá trình nhà cấp 4. Với giá thì căn biệt thự sân vườn này thì gia chủ đang chào bán với giá đó là 4 tỷ còn thương lượng nha. Bớt lọc thôi. Đó, có hồ bơi, hồ cá coi. Cuộc rất là đẹp nha quý hàng. Khách hàng nào quan tâm đến siêu phẩm này thì liên hệ đến bên em nha, qua số hiển thị ở trên màn hình. Một khu vực rất là đẹp nha khách hàng ơi. Ở đây là khu biệt thự ở sân vườn. Trước em có quay một video thì đang trong quá trình hoàn thành, thì nay thì được tầm 90% rồi. Còn một căn nhà cấp 4 ở đây nữa thôi thì xong nha khách hàng. Cuộc phòng khách phòng ngủ ở đây. Đây thì có 300 mét thổ cư rồi. Đây là khu hồ bơi này. Đó. Rất là đẹp luôn. Rồi cùng di chuyển lên khu vực phía trước chúng ta cùng tham quan nha. Đó, có cây cối dừa rất là đẹp. Một